Vợ nghệ sĩ Lê Bình bất ngờ quay về chăm sóc chồng để chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. Vào tháng 8 vừa qua, khi công chúng khắp nơi lo lắng vì Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi, thì ngay khi đó thông tin nghệ sĩ Lê Bình cũng nhập viện vì căn bệnh quái ác này cũng xuất hiện. Thời điểm đó, nghệ sĩ Lê Bình đã thực hiện 4 lần hóa trị. Ông nằm cùng bệnh viện, cùng khoa với Mai Phương nhưng không muốn chia sẻ bệnh tình của mình vì sợ đoàn phim sẽ cắt ngang hợp đồng, không có tiền để tiếp tục chữa trị. Cho đến hiện tại, cả hai đều được bác sĩ cho về nhà và sẽ thường xuyên vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, nữ diễn viên thì ngày càng lạc quan hơn và có nhiều tín hiệu tốt, nhưng với nghệ sĩ Lê Bình thì ngược lại. Mới đây nhất, chia sẻ với báo chí, nam nghệ sĩ cho hay: kiểm tra sức khỏe, tất cả các bộ phận đều tốt, hai buồng phổi cũng tốt, nhưng chính giữa hai buồng phổi mọc ra một khối u như cái gai. Bác sĩ nói không điều trị kịp lúc, cái gai này tấn công vào xương, phá hủy thần kinh tủy sống, tôi sẽ bị liệt. Tình trạng bệnh của tôi bây giờ đã di căn vô xương, sống chết khó lường. Trong lúc này, nghệ sĩ Lê Bình đã quyết định nhắn tin cho vợ cũ đã xa cách 4-5 năm trước và mong bà quay về. Nam diễn viên đất phương Nam bộc bạch: chuyện quá khứ hãy xếp lại, tôi không biết sống chết như thế nào, nhưng con trai tôi luôn cần cha và mẹ. Giờ đây gia đình tôi đoàn tụ, tôi cảm thấy an tâm hơn. Đồng thời, vợ của Lê Bình cũng cho hay: trong cuộc đời mọi người đều có những đúng và sai. Giờ đây tôi muốn quên chuyện xưa để tập trung lo cho anh Bình lúc bệnh tật. Con ruột và con nuôi đều phải mưu sinh. Tôi được giao phần chăm sóc anh là hợp tình, hợp lý. Tôi thấy phần sau cuộc đời tôi như vậy là đủ lắm rồi. Trước đó khán giả cũng xót xa khi thấy hai nhân vật nổi tiếng cùng một căn bệnh, hoàn cảnh cũng khó khăn như nhau. Nhưng khi gặp gỡ, họ lại nở một nụ cười vô cùng lạc quan. Ai cũng cầu mong họ sớm lấy lại được sức khỏe và quay trở lại với nghệ thuật. Nghệ sĩ Lê Bình đau đớn sau khi truyền thuốc điều trị ung thư phổi. Giọng mệt mỏi, nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ: tôi mới vào thuốc từ thứ năm tuần trước, thuốc lần này quá mạnh, tôi đau lắm. Thỉnh thoảng đau không chịu được, tôi phải dùng morphine. Bác sĩ khuyên nên ăn uống nhiều nhưng tôi nuốt không trôi. Chống chọi với căn bệnh ung thư và thuốc đau đớn lại thiếu người chăm sóc, nghệ sĩ Lê Bình cho biết đã giảm nhiều cân so với trước đây. Hiện ông chỉ còn 50 cân, giảm 6-7 cân so với đợt đầu nhập viện. Sức khỏe giảm sút, Lê Bình cho biết ông chỉ nằm ở nhà. Tôi không còn sức để đi lại, nên cũng không dám nhận phim, chương trình. Khi nào không chịu nổi, tôi phải vào viện, nam nghệ sĩ nói. Trả lời câu hỏi về việc bị bệnh, không có người chăm sóc, Lê Bình nghẹn ngào cho hay: thỉnh thoảng tôi cũng có con cháu đến chăm nom. Tuy nhiên, một người bạn khi đến thăm Lê Bình tiết lộ ông cô đơn đối diện với bệnh tật. 8 tháng rồi, xa bạn bè, xa bia, điếu thuốc, xa những cuộc họp mặt thân tình rơm rã, xa nghiệp, xa nghề, xa sân khấu, xa phim trường, anh vật vã trong sự chịu đựng một mình. Một mình nói, một mình nghe, một mình nghĩ suy, rồi một mình ngậm ngùi, người này viết. Theo người này, vì cô đơn nên Lê Bình thích vào viện hơn ở nhà. Đôi khi còn đến 2 ngày nữa mới nhập viện, mà vì buồn quá nên lủi thủi từ đi vào bệnh viện sớm cho đỡ buồn. Vì ở đó được nghe người ta nói chuyện và có những người giống mình, họ cũng chiến đấu với căn bệnh này, căn bệnh nọ và hình như có điều gì đó thương và cảm thông với nhau hơn. Lê Bình là nghệ sĩ kỳ cựu của màn ảnh phía Nam. Trên sân khấu hay phim ảnh, ông đều để lại dấu ấn với lối diễn tự nhiên, hài hước nhưng sâu sắc. Trong hơn 30 năm theo nghề, Lê Bình đã có hơn 200 vai diễn. Khán giả từng yêu mến ông và hàng loạt vai diễn trong Mùa Len Trâu, Đất Phương Nam, Cô Gái Xấu Xí, Có Căn Nhà Nằm Nghe Nắng Mưa. Vào tháng 8, mọi người bất ngờ khi ông vào viện 175 cùng khoa với Mai Phương điều trị ung thư phổi. Bị ung thư phổi như Mai Phương, nghệ sĩ Lê Bình xúc động gần khóc khi nhận được số tiền ủng hộ khủng. Mới đây trên trang cá nhân, nghệ sĩ Quốc Thuận đã thông báo tổng số tiền quyên góp ủng hộ giúp đỡ nghệ sĩ Lê Bình đến thời điểm hiện tại đã lên đến hơn 150 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đó đã được chuyển tận tay tới nghệ sĩ Lê Bình, hiện đang điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối tại bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh. Đó là tấm lòng của rất nhiều đồng nghiệp gửi đến nghệ sĩ Lê Bình để san sẻ phần nào những khó khăn kinh tế mà ông và gia đình đang trải qua. Đồng thời cũng là những tình cảm, sự động viên khích lệ, mong ông có thể tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Cũng theo chia sẻ của nghệ sĩ Quốc Thuận, sau khi nhận được tấm chân tình của mọi người gửi đến tặng mình, nghệ sĩ Lê Bình đã xúc động trực khóc nói: chú cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn các anh em nghệ sĩ, các con cháu trong nghề thương chú và quý khán giả khắp nơi. Trước đó, theo thông tin đã đưa, dù biết mang trong mình căn bệnh quái ác, lại phát hiện ở giai đoạn bệnh muộn,
chạy chữa vô cùng tốn kém, nhưng nghệ sĩ Lê Bình vẫn âm thầm chịu đựng không nói với ai. Thậm chí khi mọi người biết tin và tìm đến mong được giúp đỡ, ông cũng từ chối. Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, ông không muốn phiền lụy đồng nghiệp và khán giả, cũng không muốn mọi người thấy mình trong bộ dạng tiều tụy vì đau ốm, bệnh tật. Thế nhưng thấu hiểu hoàn cảnh hiện tại và những khó khăn của gia đình nghệ sĩ Lê Bình, nghệ sĩ Quốc Thuận cùng một số nghệ sĩ khác đã xin phép ông được đứng ra kêu gọi giúp đỡ. Bản thân nghệ sĩ Lê Bình cũng rất lạc quan, kiên cường, dù đang mang trong mình bạo bệnh, nhưng ông vẫn cố tự lo liệu mọi thứ cho mình. Thậm chí khi biết tin diễn viên Mai Phương cũng đang nằm cùng bệnh viện với mình, ông đã qua thăm và động viên cô chiến đấu với bệnh tật. Cách đây không lâu, nghệ sĩ Lê Bình cũng cho biết ông nhận được hai phong bì gửi tặng, nhưng không biết của ai. Họ không đến gặp trực tiếp mà gửi qua bác sĩ. Số tiền này tôi sẽ bọc kỹ rồi cất đi, chừng nào không đủ trang trải tôi mới xin phép dùng đến. Tiến Luật và loạt sau việc bàng hoàng khẩn thiết kêu gọi giúp đỡ nghệ sĩ Lê Bình bị ung thư phổi. Nghe tin nghệ sĩ Lê Bình mắc bạo bệnh giống như Mai Phương, nhiều đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ đã lên tiếng kêu gọi giúp đỡ. Sau khi thông tin diễn viên Mai Phương phải nhập viện điều trị vì bị ung thư phổi, thì mới đây nghệ sĩ Lê Bình cũng mắc căn bệnh tương tự, đã khiến đông đảo các anh chị em nghệ sĩ bất ngờ. Ngoài chia sẻ tình cảm, động viên tinh thần, họ còn cầu nguyện và kêu gọi giúp đỡ bậc cha chú. Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao thông tin nam nghệ sĩ Lê Bình hiện đang điều trị ung thư phổi tại bệnh viện 175 cùng bệnh viện với nữ diễn viên Mai Phương. Thông tin này do một người nhà bệnh nhân chia sẻ. Người này viết, do hoàn cảnh nên chú ngại không cho chia sẻ nhiều vì sợ bên đoàn phim họ biết họ cắt hợp đồng ngang không đi đóng phim được, không có tiền để tiếp tục điều trị. Chú nằm chung khoa với chị Mai Phương luôn đó ạ. Không thấy có vợ con hay họ hàng gì đến, chỉ có một người con nuôi ở cạnh lúc nằm viện thôi mọi người. Bên cạnh đó, người này cũng chia sẻ hình ảnh nghệ sĩ Lê Bình tiều tụy trên giường bệnh khiến khán giả đau lòng. Nghệ sĩ Lê Bình là gương mặt quen thuộc trong hơn 60 vai diễn từ trước đến nay. Ngay khi hay tin, nhiều diễn viên trong showbiz không khỏi bàng hoàng. Nghệ sĩ Việt đã liên tục gửi tới nghệ sĩ những lời nguyện cầu, mong ông sớm được qua thử thách khó khăn này. Không chỉ gửi lời động viên tinh thần, nhiều nghệ sĩ như Tiến Luật, MC Đại Nghĩa, Diệp Bảo Ngọc, Quốc Thuận cũng lên tiếng kêu gọi đồng nghiệp và khán giả chung tay hỗ trợ để giúp đỡ Lê Bình thêm chi phí chữa trị. Trên trang cá nhân của mình, diễn viên Quốc Thuận cũng bày tỏ mong muốn bạn bè, nghệ sĩ giúp đỡ, hỗ trợ nghệ sĩ Lê Bình trong giai đoạn khó khăn này. Sau khi kêu gọi giúp đỡ diễn viên Mai Phương thì trong showbiz Việt, nghệ sĩ Lê Bình cũng mắc căn bệnh hiểm nghèo. Chính vì thế, Tiến Luật cũng lên tiếng kêu gọi mọi người giúp đỡ. Đại Nghĩa vừa lúc cũng kêu gọi ủng hộ Mai Phương và cả Lê Bình. Nguyễn Hồng Thuận kêu gọi mọi người ủng hộ bằng cách chuyển tiền đến tài khoản của Quốc Thuận. Diệu Nhi kêu gọi khán giả có khả năng ủng hộ bậc cha chú. Nghệ sĩ Lê Bình đang điều trị ung thư phổi tại bệnh viện 175 thành phố Hồ Chí Minh. Tin sốc, nghệ sĩ Lê Bình bị ung thư phổi và đang nằm cùng bệnh viện với Mai Phương. Mới đây, loạt ảnh khá là xanh xao, tiều tụy của diễn viên Lê Bình trên một tài khoản Facebook khiến dư luận phải xót thương. Tài khoản Facebook này cho biết diễn viên Lê Bình đang thực hiện hóa trị tại bệnh viện mà Mai Phương đang điều trị. Theo một vài thông tin từ cộng đồng mạng, thì diễn viên Lê Bình đang thực hiện hóa trị lần thứ tư. Lý do ông giấu bệnh là sợ đoàn làm phim cắt hợp đồng, từ đó không có kinh phí để điều trị. Khi liên lạc với Lê Bình, nam diễn viên gạo cội cho hay ông đã bị ung thư 4 tháng nay rồi. Những hình ảnh của ông được một chị nuôi bệnh chung phòng chụp lại và đưa lên mạng. Hiện nay Lê Bình đang điều trị để đảm bảo sức khỏe. Ông không muốn chia sẻ thông tin này vì nghĩ rằng có thể tự lo liệu được. Dù rơi vào bạo bệnh, nhưng Lê Bình vẫn giữ thái độ lạc quan. Ông cũng cho biết tình hình sức khỏe hiện nay đã khả quan hơn, ông vẫn còn đi đứng được. Lê Bình là một diễn viên gạo cội của nền điện ảnh Việt Nam. Ông đã tham gia vào rất nhiều bộ phim và để lại dấu ấn đẹp đẽ trong lòng khán giả. Không chỉ xuất sắc trong những vai diễn, Lê Bình còn là một biên kịch, đạo diễn giỏi nghề. Ngoài một gia tài phim điện ảnh đồ sộ, Lê Bình còn là một nghệ sĩ giàu lòng nhân ái. Ông thường vận động mọi người quyên góp để giúp đỡ những nghệ sĩ nghèo. Người nghèo có thêm chút tiền tiêu xài, có thêm thức ăn vào những ngày lễ Tết. Lê Bình cũng là một nghệ sĩ sống rất tình cảm với đồng nghiệp. Thông tin Lê Bình bị ung thư phổi khiến cho rất nhiều người bị sốc. Chỉ trong vòng một tuần thôi, dư luận cả nước đã phải bàng hoàng trước thông tin hai diễn viên quen mặt, đó chính là Mai Phương và Lê Bình đang phải chống chọi với bệnh ung thư phổi. Điều này khiến cho rất nhiều người xót xa.